Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình hỏi đáp bác sĩ của Nha khoa Đồng Việt. Tôi là bác sĩ Mai Vương, hiện đang là bác sĩ cắm ghép implant tại Nha khoa Đồng Việt. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó chính là mất răng hàm. Dòng này đang giải ra phương pháp nào là tốt nhất? Đây sẽ là một chủ đề mà rất nhiều bạn quan tâm để chọn được một phương pháp chống răng giả tối ưu và hiệu quả cao nhất. Vậy trước tiên chúng ta cần biết đó chính là răng hàm, đó chính là những răng nào. Thì trong một bộ răng bình thường của cơ thể người sẽ có 32 chiếc răng, chia làm 4 cung răng, mỗi cung răng có 8 chiếc. Nó gồm có một răng cửa giữa, một răng cửa bên, một răng nanh, hai răng tiền hàm, hai răng cuối nhỏ và ba răng hậu hàm hay là răng cuối lớn. Vậy răng hàm chính là những răng tiền hàm, hai răng cuối nhỏ và những răng cuối lớn. Nó đóng vai trò chính và chức năng nhai thức ăn. Vậy thì khi mất răng hàm chúng ta sẽ gặp ra những hậu quả gì? Như mình vừa chia sẻ thì răng hàm của chức năng đóng vai trò chính và chức năng nhai và nghiền nát thức ăn. Khi bạn mất răng hàm thì đồng nghĩa với việc chức năng nhai của mình sẽ bị suy giảm, khả năng ăn nhai sẽ bị giảm, khả năng dinh dưỡng giảm, đồng nghĩa với việc đó thì hệ thống tiêu hóa cũng sẽ bị suy giảm. Ngoài ra khi mất răng tiền hàm mình sẽ bị thiếu hụt về mặt thẩm mỹ, gây mình mất tự tin và khó ngại khi giao tiếp. Mất răng còn gây ra tình trạng là khó phát âm. Mất răng hàm còn gây ra tình trạng tiêu xương hàm, tụt điếu răng lân cận. Nếu chúng ta mà không có giải pháp khắc phục kịp thời, nó còn gây ảnh hưởng răng lân cận và lâu về dài sẽ gây mất răng lân cận và cuối cùng là dẫn đến tình trạng là hóp má, gây mặt nhăn nheo, gây tình trạng mất tiết dọc. Mất răng hàm còn gây ra tình trạng là khó vệ sinh tại vị trí mất răng, tạo điều kiện cho thức ăn đọng, gây vi khuẩn phát triển và về lâu về dài gây ra tình trạng như là sâu răng, viêm nha chu và các bệnh lý răng miệng khác. Khi mất răng thì còn có một xu hướng đó là các răng lân cận sẽ xô vào khoảng mất răng, làm cho cung hàm bị lệch lạc, mất cân bằng, suy giảm chức năng ăn nhai và về lâu về dài cũng gây mất răng sớm. Khi mất răng hàm sau một thời gian ngắn thì xương hàm bắt đầu có dấu hiệu tiêu đi và nó sẽ tiêu dần theo thời gian. Do đó tôi khuyên các bạn nên trồng răng sau khi mất càng sớm càng tốt để tránh tình trạng mà xương hàm tiêu đi gây khó khăn cho việc trồng răng. Vậy thì các phương pháp để trồng răng đã mất thì có những phương pháp nào? Hiện nay thì đang có 3 phương pháp trồng răng đã mất phổ biến, đó đây là phương pháp làm hàm giả tháo nắp, làm cầu răng và làm răng implant. Thứ nhất là về phương pháp làm hàm giả tháo nắp. Làm hàm giả tháo nắp là phương pháp mà có chi phí làm răng giả thấp nhất hiện nay. Ngoài ra nó còn áp dụng cho tất cả các trường hợp mất răng, từ mất răng đơn lẻ, mất răng bán phần hay mất răng toàn hàm, chúng ta đều có thể làm hàm giả tháo nắp. Tuy nhiên, các nhược điểm mà làm giả tháo nắp gây ra rất là nhiều. Thứ nhất, làm hàm giả tháo nắp gây vướng víu, gây đau khi ăn. Thứ hai, hàm giả tháo nắp là một hàm mà không cố định trong miệng của chúng ta. Do đó khi ăn nhai, hàm giả có sự di động, do đó mà hiệu quả ăn nhai rất là kém. Thứ ba, hàm giả tháo nắp là một cái hàm tì trực tiếp lên lợi, lên xương hàm của chúng ta, do đó mà nó gây tình trạng mà tiêu xương rất là sớm, cũng như là tình trạng là loét lợi. Thứ tư, hàm giả tháo nắp gây vướng víu và chúng ta cần có một cái thời gian ban đầu để làm quen và thích nghi hàm giả tháo nắp. Thứ năm, hàm giả tháo nắp thì có thời gian tồn tại rất là ngắn, thông thường có thể tồn tại được 2-3 năm mà tối đa có thể được 5 năm cho một hàm giả tháo nắp. Trường hợp thứ hai, chúng ta trồng răng hàm đã mất bằng phương pháp làm cầu răng. So với phương pháp làm hàm giả tháo nắp, làm cầu răng thì đem lại nhiều hiệu quả hơn, hiệu quả về ăn nhai tốt hơn, hiệu quả về thẩm mỹ tốt hơn. Tuy nhiên thì nó cũng có một vài nhược điểm. Thứ nhất là nó không thể ngăn cản được sự tiêu xương hàm tiếp theo. Thứ hai là nó không áp dụng được cho tất cả các trường hợp mất răng. Đối với trường hợp mất răng sau cùng hay mất răng toàn hàm thì cầu răng không thể nào là giải quyết được những trường hợp đó. Thứ ba, đối với trường hợp mà trồng răng giả bằng phương pháp làm cầu, chúng ta cần có những răng bên cạnh khoảng mất răng thật là chắc chắn để làm trụ cho những cái cầu răng. Thứ tư, đó chính là nhược điểm lớn nhất của phương pháp làm cầu răng, đó là đối với răng bên cạnh của khoảng mất răng, chúng ta bắt buộc phải mài nhỏ răng đi để lấy khoảng không để chúng ta làm cầu răng. Chính việc mài nhỏ này nó ảnh hưởng đến mô cứng của răng, đó chính là men răng và ngà răng. Chính việc mài này làm cho tuổi thọ của các răng bên cạnh bị suy giảm xuống. Thông thường một cầu răng có thể tồn tại được 5 năm, 7 năm hoặc 10 năm. Đặc biệt khi cầu răng hỏng, nó kéo theo những răng bên cạnh mà mình đã mài hỏng theo. Do đó mà khoảng mất răng kéo dài ra, chúng ta bắt buộc phải làm những cái cầu dài hơn hay những cái hàm giả tháo nắp dài hơn, hoặc là làm implant với số lượng implant nhiều hơn rất là nhiều. Cuối cùng đó chính là phương pháp trồng răng hàm bằng cấy ghép implant. Thì cấy ghép implant đó chính là phương pháp tiên tiến và có nhiều ưu điểm nhất hiện nay. So với hai phương pháp trên thì nó có một ưu điểm hoàn toàn vượt trội.
Thứ nhất, đó chính là nó áp dụng vào được tất cả các trường hợp mất răng đơn lẻ, mất răng bán phần hay mất răng toàn hàm. Thứ hai, đó chính là cái ghép implant ngăn cản được các hệ quả của việc mất răng gây ra, như nó không gây tiêu xương hàm tiếp theo, không gây xô nịch răng, cũng như là không gây não hóa. Thứ ba, đó chính là răng implant là một răng cố định, nó hoàn toàn cứng chắc và có khả năng ăn nhai thẩm mỹ gần giống như răng thật. Thứ tư, răng implant thì không gây hôi miệng, không gây vướng víu trong quá trình sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Thứ năm, đó chính là tuổi thọ của răng implant. Răng implant là răng có tuổi thọ lớn nhất trong ba phương pháp trên. Răng implant tuổi thọ thông thường khoảng tầm 20 năm, thậm chí là vĩnh viễn. Về nhược điểm của cái ghép implant có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là giá thành của răng implant sẽ cao hơn hai phương pháp còn lại, và nó có thể không phù hợp cho một vài trường hợp như là các bệnh lý toàn thân, các bệnh lý mạn tính và giai đoạn cuối. Vậy thì mất răng hàm chúng ta nên lựa chọn phương pháp chống răng giả nào? Nếu các bạn không quá khó khăn về mặt kinh tế, tôi khuyên các bạn nên lựa chọn phương pháp cấy ghép implant. Vì cấy ghép implant nó có một ưu điểm vượt trội hoàn toàn so với hai phương pháp còn lại. Hiện nay thì trên thị trường đang có rất nhiều loại implant chất lượng rất tốt mà giá thành thì lại phù hợp với điều kiện kinh tế của tất cả mọi người. Đấy, trên đây là những chia sẻ của tôi về các phương pháp làm băng giả cũng như là lời khuyên mà tôi đưa ra cho các bạn trong phương pháp lựa chọn làm băng giả đối với các trường hợp mất răng hàm. Rất mong rằng các chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn các phương pháp làm răng để có một cái răng giả hoàn toàn tốt, có khả năng ăn nhai và thẩm mỹ gần giống như răng thật nhất có thể. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ vừa rồi của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chia sẻ tiếp theo của Nha Khoa Lạc Việt. Nha Khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.